chiến vô luôn. Dành cho vận động viên Libero bên cạnh Thông Tin. Một pha dồi bom choáng váng của Phùng Long Minh Truyền. Quá khủng khiếp, quá uy lực. Đó là Phùng Long Minh Truyền. Thi đấu 15 điểm. Đội nào thắng thì sẽ về thứ 3 ở giải đấu này. Bỏ nhỏ chưa thành công, phòng thủ hay của Ninh Bình nhưng cơ hội vẫn còn nguyên cho bộ tư lệnh Thông Tin. Thả chuyền hai một tay đẳng cấp. Điểm cho bộ tư lệnh Thông Tin 1-0. Và phối hợp quá đẹp mắt của các cầu thủ bộ tư lệnh Thông Tin. Chặn bóng đốt, điểm cho bộ tư lệnh Thông Tin 2-0. Quá khủng khiếp, quá uy lực. Đó là Phùng Long Minh Truyền. Không có bất kỳ một phản xạ nào của Libero mang áo số 10 choáng váng ở ngoài sân. Ngay sau đó đồng đội của cô đã ghi thêm một điểm cho đội nhà 3-1. Rất nguy hiểm, và tấn công trước đó của Minh Truyền. Bóng đi thẳng vào mặt của vận động viên mang áo số 10. Quá kinh khủng, quá khủng khiếp. Bóng tiếp theo được mở trong Phùng Long Minh Truyền. Phòng thủ hay của Lâm Hoành. Mình tính vào. Đó là Kiều Đình. Bàn bóng ra ngoài của Kiều Đình. 2-3. Pha chuyền hai rất đẹp của Lâm Hoành nhưng đã bỏ lỡ rồi, và pha phản công sau đó tuyệt vời của số 10 Minh Truyền. Minh Truyền đang cánh đẹp quá hay em ơi. Xứng đáng là một thầy chủ công đối kiện của các tuyển nữ Việt Nam. 3 đều rồi. 3 đều. Bước 1 tốt. Kiều Đình đi thẳng vào Minh Truyền, sau đó tiếp tục là Kiều Đình. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cô gái mặc áo số 11. 4-3. Libero bên phía bộ đội trong mình vẫn chưa thể vào sân. Thằng pha nọc bóng của số 10 Minh Truyền. Pha đẩy bóng ra ngoài của Minh Truyền. 5-3. Rất mạnh, lực bóng là rất mạnh nhưng được bóng ra ngoài. Sau trận đấu này chúng ta đến với trận chung kết nữ. Và đẩy bóng của Minh Truyền. 4-5. Anh em đang xem không có bạn đạt được 50 like không mọi người. Và có hai điểm liên tiếp. Có vẻ như là tinh thần thi đấu của các bạn một lần trong phim đang không được tốt trong khi để cho đối thủ thắng lại hai set liên tiếp. Điểm là 5 đều. Yeah.
cô gái của bộ đội thông tin 9 năm trường ngồi ý. Bây giờ nhà mình bị ô tô nên để cho các cháu lúc này là gần sắp. Vâng, và như vậy là trận đấu của chúng ta tiếp tục, điểm số đang rất có lời cho áo vàng 6 năm. Trận đấu này thi đấu 15 điểm. Thêm một pha gãy bước 1. Câu trả lời của Nguyễn này chưa thành công. Ai đây? Kiều Trinh bỏ bóng chưa thành công. Thêm một điểm nữa cho các cô gái của Ninh Bình. Điểm cho Ninh Bình 7-5. Đây là pha phạt bóng của Bích Tuyền. Tiếp tục điểm cho các cô gái của Ninh Bình 8-5. Hai đội đổi chân, hai đội chúng ta đổi chân. Không thể tin là Ninh Bình lại thi đấu mau lửa ở trận thi đấu thứ 3, thứ 4, thứ 5 như vậy. Cuộc chiến khán giả ở ngoài sân còn ghê gớm hơn ở trên sân rất nhiều mọi người ơi. Và như vậy là trận đấu của chúng ta tiếp tục nào. Rồi phản công cho Ninh Bình. Có điểm rồi. Thêm một điểm rồi nữa. Dành cho các cô gái của Ninh Bình 9-5. Phản bóng vẫn là Bích Tuyền. Điểm số sau đó dành cho một lần thông tin 6-9. Phạt bóng sẽ là Kiều Trinh. Thêm một điểm nữa, một điểm số nữa dành cho đội chủ nhà. Điểm cho bầu đứa này 7-11. Vâng, và như vậy là Ninh Bình xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Ai được bóng ấy? Thank you.
đừng được cơ hội ngược dòng để về ba giải đấu này. Có gì? Đó là sự thật. Và bóng sẽ là Lưu Thị Huệ. Và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Và bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.